Lai xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay tiếp tục thăm bể trộn của cô chú anh chị. Thì trước khi xem rồi ngày cho Lai xin nói lời cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đồng hành cùng Lai trong suốt thời gian qua. Lai chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều lắm cô chú anh chị. Thì đầu ngày của Lai đây, đêm bữa nay á là một cái bẫy chi cua, tú lưới. Còn bên đây á vỏ sách đựng tú lưới và cơm. Bên đây thì đựng chuối với cái lòng nhúc chuột của Lai. Cho Lai xin mời cô chú anh chị và các bạn trải nghiệm cùng Lai chuyến thăm bể hôm nay xem như thế nào cô chú anh chị. Tiến hành thăm bẫy đầu tiên của chú anh chị. Trước khi thăm bẫy đầu tiên, cho Lai xin chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. Hy vọng cái bẫy đầu tiên này là bữa nay là kết thúc luôn nha cô chú anh chị. Ở lầm nó luôn. Nó lại nó móc chuối hoài à. Có con chuột ăn nó cũng vô nó móc nữa. Bữa nay như thế nào đây? Sạch rồi cô chú anh chị ơi. Rồi lụm nó rồi cô chú anh chị. Lụm nó rồi. Bữa nay là cái rồi ông nhớ xíu à cô chú anh chị ơi. Bữa nay là kết thúc nó thiệt nè. Là ém vô trong cái bụi cỏ này luôn nè. Có con chuột vô cái bẫy rồi nó cũng lại dính nữa. Nó cũng lại nó ăn cô chú anh chị, nó ăn chung với con chuột luôn á. Đây. Hiện trường nó này cô chú anh chị. Em này theo Lai nghĩ có khoảng 7 tấm lạng của chú chị ơi. Đã không cái đầu tiên luôn á. Lai nói bữa nay là phải kết thúc nó mà. Quá quậy. Ổng khôn dữ lắm rồi cô chú anh chị, chứ không phải chị dễ ăn không đâu. Để Lai đem ngoài là bắt luôn cô chú anh chị, đã không. Em này là nuôi là hết sảy cô chú anh chị. Em này biết cái được đây. Thế là coi thử cái được cô chú anh chị. Đem ngoài bắt coi luôn. Nhỏ nhỏ này là Lai nuôi lại hết cô chú anh chị. Lai bắt em nó ra luôn cô chú anh chị. Đây. Kết thúc cái ngày cái bẫy đầu tiên của chú anh chị. Bởi vì Lai đặt hồi rồi là con chuột dính rồi nó cũng vẫn là móc cái chuối mà Lai chia sẻ rồi đó cô chú anh chị. Là nó miếng chuối nó văng nó nằm ở trên mép trên mà nó mép ngoài là chắc chắn Lai nghĩ là nó rồi. Em này nhỏ nhỏ chứ ông giữ lắm mày cô chú anh chị. Đâu. Đó. Ghê chưa? Nè nè nè. Đây bỏ nó vô túi lưới của chú anh chị. Em này nhỏ chứ cũng dữ lắm rồi chú, chứ không phải chuyện chơi đâu. Mà khôn nữa. Biết bao nhiêu cỡ mới dính á. Tao. Mở hàng thấy sướng sướng rồi. Cỡ gì gì là về Lai nuôi hết luôn cô chú anh chị. Lai sẽ nuôi lại hết trơn luôn. Không thấy. Để Lai bỏ vô cái tiếp tôi quay chia sẻ của chú anh chị xem. Cái này hồi rồi dính trộn ký mấy này cô chú anh chị, gần ký ba luôn. Bữa nay không sập của chú anh chị ơi. Còn mồi không biết lại vô làm hết rồi, mình phải kiểm tra mấy cái bẫy này lại. Trời con gì vô ăn hết chân qua chú ta kỳ vậy nè. Này chắc con chuột nhỏ của chú anh chị, miếng trộn vô là sập rồi.
này chắc chắn là con chuột nhỏ ăn rồi, ăn tiêu hết ba chú còn vỏ không. Để lại thay mồi rồi cô chú anh chị. Cái này hồi rồi dính em nhỏ nè cô chú anh chị, em có khoảng cây 6 lạng 7 lạng gì vậy. Lai cũng có cân em đó, lai cũng không biết nữa, địch lai đón từ ở đó thôi. Sập nữa cô chú anh chị, mà dính con gì thì chưa thấy đây nè. Khui trời ơi, dính chuột. Sớm muộn cái bẫy này cũng phải dính nữa cô chú anh chị. Cái bẫy này hồi gọi nha, dính nè cô chú anh chị, ký 2 ký 3 nữa nè. Bữa nay có thể sao làm nữa không? Cũng khó ăn lắm cô chú anh chị, hai bạc tử liền. Phù. Đây đã vớt hai em. Ừ, không sập luôn chú chị ơi. Bị kiến không, lấy xào vô. Để lại thay màu đi, lại cuối miền kiến lại đặt lại luôn của chú chị. Cái này là đồng hai tử chất quốc luôn chúng chị, mà yên cái lễ vậy. Tuổi này tuổi thứ ba nè, không có chuột không gì luôn, trời ơi không sập luôn nó ghê chứ. Vừa đỏ nè, cái giờ có ấy luôn chứ kìa, giờ luôn đi. Cái này rồi con gì móc móc chuối nè cô chú anh chị. Mà lại nghĩ chắc con chuột nhỏ. Con dữ trời. Con gì ta, bồ trâu. Con đây bồ trâu con ở đây. Kêu quá trời kêu vậy. Đó. Quá trời kêu mà. Chắc bồ trâu con ở đây quá. Nó kệ đi, qua thăm cái bẫy mình đi. Sập rồi cô chú anh chị ơi. Trời ơi dính chuột. Đúng là rồi nó vô nó móc chuối chứ gì chứ. Rồi rồi chắc hắn ra đây móc chuối nè. Con dữ gì ta. Hết biết rồi. Cái này là dấu tròn đi nè cô chú anh chị. Nó đi cho mòn cái đường đó, trong đó đi ra. Chung đoàn về gần gần vòng ở đây mà không có chỗ đặt mới đau, đặt ở ngoài trống thì không được. Sập nữa có chú anh chị, thôi rồi dính chuột.
tròn đi gì dính chuột mới đau chứ. Hết biết. Để gà lai gài lại cái bẫy này, cái tiếp tôi quay chia sẻ của chú anh chị xem. Cái này không dính là lai cuốn luôn của chú anh chị. Bữa nay đó là cái này lai thăm, cái này là bốn cử rồi. Mà cử thứ tư này mới xong. Cử thứ tư sập rồi mới dính gì đây. Sập dính chuột. Cử thứ tư sập mà đi sập dính chuột. Mà chắc cũng cuốn luôn cô chú anh chị ơi. Ở đây không có tròn rồi. Cái này hồi rồi hốt con mèo luôn cô chú anh chị. Con mèo trắng, mèo giá. Mèo nhìn vô giống hình chồng. Là vợ của nó kia. Trời ơi không sập luôn mới ghê chứ. Hết biết rồi. Đường mòn gì mà không sập luôn cô chú anh chị. Thấy đường mòn thấy sợ không? Thôi, hết nó nổi rồi. Cái này thăm ba cử. Hai cử dính chuột. Một cử không. Sập nữa của chú chị. Mà dính con gì chấm lóc cái bẫy luôn. Không thấy con gì nữa. Trời ơi. Sập không thấy dính gì luôn cô chú chị. Làm như cái gì chổi cho trời. Vô móc đàng hoàng cho kỳ vậy ta. Bẫy này có lý do của chú anh chị. Vô tới cái trong hang trồng của chú anh chị. Cái hang trồng qua đây gặp cái khúc này. Khúc nào cũng có thể quên nữa. Hang là bóng lắm luôn. Đâu đây gì nè. Đây nè của chú anh chị. Cái hang trồng. Vô gà bóng con. Bóng tròn lõn. Cái nào đây quên nữa. Ngoài. Trời ơi, sập luôn chú chị ơi. Còn nguyên luôn chú chị. Hết biết thiệt mà. Im gì ra vẫn vô. Ở đây là con cái bẫy lớn của chú chị. Đặt biết bao lâu rồi không? Không dính cho là biến đặt luôn. Sập của chú chị ơi. Như vậy trời. Trời ơi dính còn mình bẹp. Muốn xỉu với cái bẫy này thiệt cô chú chị ơi. Sập mà chú ém cái gì mà dám dính mềm bẹp. Trời ơi vừa tội luôn. Đây lá cày tánh là chúng vô rồi. Mà vô con mình bẹp á. Vô mà vô con mình bẹp. Bể mình thiệt. Để lại bắt nó ra lại đặt lại cái tiếp lại quay chia sẻ của chú anh chị xem. Đây là bài con là bài lớn của chú anh chị. Sập nữa của chú anh chị ơi. Trời ơi trống rỗng rồi trời. Hai cái bể lớn sập không à. Dính toàn sàm chí đú không cô chú anh chị. Thầy hơi dính chuột trời. Lại nữa. Chuột dính chuột. Hết biết mà.
Để lại bắt nó ra lại 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 đặt lại cái clip đây chia sẻ của chú chị xem. Thôi thôi sập dính chuột chống đốc. Dính chuột mà làm gì trong bùng minh chống đốc của chú anh chị. Không còn chỗ nào bịt luôn. Kỳ vậy ta. Dính chuột không dính quanh cái bẫy này. Hết biết. Cái này không dính lại cũng cuốn luôn cô chú anh chị. Cái này thăm mấy cử cũng chết rồi. Còn nguyên luôn. Cái này nó đẹp, cái thế đẹp hết biết luôn. Gì mà không có. Rồi rồi sáng mở hàng còn hết biết đã của chú anh chị. Thăm muốn hết bẫy luôn không dính nào. Bẫy đây bên phải nói chứ. Nguyên cái gần đầu núi gì nè cô chú anh chị. Ghê không? Nè, tùm ở trên luôn. Mà cái thế quá đẹp luôn. Bẫy không dính gì hết. Ở đây là con cái của chú chị. Nãy là thấy con tròn nó lôi con gà cái ăn bỏ lại đóng lông của chú chị. Mà con gà đó nó đẻ ngoài lùm nữa. Nhưng mà Lai không quay chia sẻ rồi. Vì mà Lai gài không được. Bởi vì gài là mất bẫy của chú chị. Tức gì đâu. Vô của chú chị. Vô rồi. Trời ơi. Giác này còn cứu vớt của chú chị. Trời ơi đã quá rồi. Vô rồi. Vô rồi. Vô rồi. Hàng khủng của chú chị. Hàng khủng luôn. Đó. Mày nói rồi mà. Đã chưa. Đó. Trời ơi. Hết biết. Hàng khủng của chú chị. Còn cái mặt cái giác. Nó đã. Nó đã quá. Không phải nói sáng giờ mới dính con thăm nổi luôn của chú anh chị. Cái luồng bẫy gì bữa nay thăm dính con mới đau á. Con thử tay lại nó cắn này của chú anh chị nè. Thì thọt đây lại cái kéo mình nhìn tới nè. Không cho lú lên trên nó cắn này của chú anh chị. Nó quắp á. Trời ơi đã. Hàng khủng rồi. Vô à. Ui cái bẫy lớn nữa. Ui cái bẫy lớn rồi. Hết biết rồi. Ngành này ký mấy của chú anh chị ơi. Một ký mấy. Một ký mấy. Trời ơi. Giác này mới dính nè của chú anh chị. Hết biết đã rồi. Em là một ký mấy của chú anh chị ơi. Vô à, vô à, bữa nay. Em đặt cái cái đây. Đặt cái cái đây. Cái em này cái quá. Cái là được không biết nữa. Em là cô chú anh chị. Đâu được. Quá đã rồi. Ở đây còn của chú anh chị. Ở đây còn nè. Đây bảo đảm luôn ở đây còn. Quá mừng rồi chú anh chị ơi. Từ sáng sớm mà lại cái đầu tiên mà lại mở hàng lại thăm dính một cái thì cô chú anh chị. Từ đó tới sau 21 cái bẫy nữa chứ không phải ít đâu. 21 cái, 21 22 cái gì đó. Mà lại thăm còn giận cái này cái nữa lại mới hết. Là mới dính được em nữa cô chú anh chị. Bẫy mình không? Mà luồng bẫy bữa nay ra không ngờ mà dính có con cô chú anh chị. Mà tới đây vớt được em nó cũng vô rồi. Miếng thăm lại thăm cái này không dính cái nữa không dính là bữa nay lại thành người thành thành như là dính không dính con một à. Mệt muốn đới lưỡi luôn cô chú anh chị. Thôi ơi. Vớt em là mừng. Em là một ký mấy luôn cô chú anh chị. Lại bắt em nói ra luôn cô chú anh chị. Cái bẫy bành bung luôn. Cái bẫy này là để bắt những mấy con trồng nhát rồi cô chú anh chị. Rồi sáng họ trồng những mấy con trồng khôn mình mà móc chuối rồi là lấy bẫy này là để đánh. Hồi sáng lấy cái bẫy kia bẫy. Cái bẫy nhỏ bẫy thông của đây. Còn bẫy này là bẫy lớn hết cỡ luôn. Nhỏ hơn cái bẫy lớn của Lai thôi, nhỏ hơn cái bẫy đặt mồi chuột đó thôi. Nhỏ hơn cái bẫy đặt mồi chuột đó cô chú anh chị. Cái bẫy này nè, nhỏ hơn cái bẫy đặt mồi chuột. Nhưng mà quýnh luôn, dính luôn cả hương nha. Trời ơi. Để Lai bợ lên. Em này khủng nha cô chú anh chị. Nè. Được không? Nè. Đó. Ghê không? Coi coi nè. Nó muốn cắn lại á. Khẹt. Khẹt. Thôi bắt nó ra cô chú anh chị. Một ký mấy. Dính em này cái thẻ là luôn cô chú anh chị.
Em này 1 ký mấy. Quá đã rồi. Trời ơi. Hồi sáng vô cái con tròn hồi sáng của chú anh chị nó móc chuối lại cái tầng rễ. Là đã mới dính đó. Nó quấn bít cửa luôn mà. Cái lỗ lưới này thưa lắm mà cô chú anh chị, lú tay nó cắn á. Chỗ này còn cô chú anh chị ơi, chỗ này còn hàng thủng nữa. Em chọn mày ra nó không la gì nè cô chú anh chị, là chắc chắn là còn hàng khủng. Em này có lý rồi cô chú anh chị, cắn đứt hết kẽm hết rồi, quá nặng rồi. Em này chắc 1,5 ký quá. Ôi ôi nó mướt, em này đẹp dữ lắm, đẹp cô chú anh chị, này đẹp lắm mà nó mướt dữ lắm, mướt luôn, mướt gợt cô chú anh chị, ú mềm vậy, cưng không? Lấy tay cô chú anh chị, đừng nó chơi thôi. Đó. Cái này cái mặt thấy cưng không? Cầm mỗi tay luôn á. Đây là bỏ vô cái tiếp là quay chia sẻ với chú anh chị xem. Cái này là cái cuối cùng của chú anh chị. Cái này ngọn dính nha, lại cuốn đi luôn. Rồi chết thiệt của chú anh chị ơi. Cái chỗ im gì thì mà không có của chú anh chị, thăm ba tử hết. Lý tưởng rồi mà không có tròn, ta hiểu nổi chỗ gì không có tròn mới đau chứ. Cuốn giờ chỗ khác của chú anh chị ơi. Like thăm mấy vòng đã xong rồi cô chú anh chị, thì trước khi xem thành quả cho Like xin nói lời cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã gửi đến câu comment thân thương ban tặng cho Like. Like chân thành cảm ơn cái nhà rất nhiều lắm cô chú anh chị. Thì bữa nay Like đem tổng cộng về là 4 cái bẫy nhỏ cô chú anh chị. Hồi sáng Like đem đi 2 cái về, đem cuối cùng đem về thêm 2 cái nữa là 4 cái luôn. Thì bữa nay á là chuột của Like á là được 5 con với 1 con mềm bẹp. Chuột vàng cô chú anh chị, 5 con 6 con Like cũng quên tính đại 5 con đi. Với Like là một em chồng nhỏ tắm cho nước đẹp nè cô chú anh chị. Em này có khoảng tao la nghĩ chắc em này có khoảng 8 lạng quá. Em này khỏi cân đi cô chú anh chị. Cân em bự thôi. Có em chồng khủng đó, cô chú anh chị. Thì phe với cả nhà chơi. Coi ống nằm con đóng cái này nè. À, cái đầu hết biết đã không, thấy cân không? Phe với cái nhà em nhau chồng khủng ơi, sức nặng cả khoảng bao nhiêu của chú anh chị? Đây để là kéo cân luôn. À, mới cần có lại là 0,0 của chú anh chị. Kéo em này có được nhiêu? Quá hớp của chú anh chị ơi. 2 ký. 2 ký thì lo trừ cho 2 lạng đi, cũng còn 1,8 ký nhưng mà không được 2 lạng đâu của chú anh chị. Bởi vì á thì túi lưới với lá cây này á theo Lai nghĩ á chứ không tới 2 lạng đâu. Không tới 2 lạng đâu mà cũng còn ký 8 với em kia 8 lạng đi là cũng được 2,6 ký của chú anh chị. Nó không phải nói chứ cô Lai thăm mà tới còn 2 cái cuối cùng của cô chú anh chị, nhờ đá cái lái một cái nó quá hớp luôn. Đã không? Ôi giời ơi, ông thấy cưng vậy. Cái đầu trần dần luôn của chú anh chị. Đẹp nữa. Em này là chồng trắng của chú anh chị. Ú thấy cưng lắm. Clip cho Like xin chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và thuận lợi trong công việc nha. Like xin hẹn cả nhà clip tiếp theo. Like xin mến chào tạm biệt cả nhà.